Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục với những video nhận định kèo bóng trước trận đấu. Video này thì chúng mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Espanyol và câu lạc bộ RB Linensen, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày hôm nay ngày 28 tháng 7 2022 theo giờ Việt Nam, một khung giờ khá là đẹp. Tỷ lệ của trận đấu này kèo châu Á đó là Espanyol nhường 1,25, còn tỷ lệ tài xỉu đó là 2,75 là kèo chính. Kèo sẽ được nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em hãy cho mình một like, một subscribe, đăng ký nút theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hai đội Espanyol và Linensen sẽ đụng độ nhau tại sân vận động Mabella. Đây là sân của Tây Ban Nha và như chúng ta đã biết, Espanyol và Linensen đều là hai đại diện của Tây Ban Nha. Espanyol thì chắc anh em không còn lạ gì nữa, họ là một trong những đội bóng chơi ở đấu trường cao nhất của Tây Ban Nha, đó là La Liga. Mùa giải 2021-2022 đã đi qua, Espanyol sau 38 lượt trận thì họ đứng ở vị trí thứ 14 và có 42 điểm. Hiệu số bàn thắng đó là âm tới 13 bàn. Một cái thành tích cũng khá là tệ khi mà họ không ghi nổi một trận thắng trong tổng số 6 trận đấu cuối cùng. Một có thể nói là không thể nào mà thực sự là quá là đáng buồn khi mà một đội bóng hàng đầu như thế. Espanyol hiện nay cũng sở hữu những bản hợp đồng khá là tốt, có những chân sút khá là chủ lực và được nhiều đội bóng lớn săn đón trong mùa chuyển nhượng năm nay. Mùa giải vừa qua thì họ cũng để thủng lưới tới 53 bàn và cũng chỉ ghi được 40 bàn thôi. Trong 38 lượt trận mà chỉ thắng được có 10 trận, hòa 12 trận thì chúng ta thấy là thành tích của Espanyol đi xuống khá là nhiều và cũng khá là vất vả khi họ mới trụ hạng được. Với cái thành tích như thế này thì mùa tới họ vẫn được đá ở đấu trường La Liga 2022-2023, nhưng mà họ cần phải cố gắng hơn nữa để có thể có được cái tấm vé ít nhất là cũng phải đấu trường C3 hoặc là những đấu trường cao hơn nữa. Chứ nếu không cứ đá tình hình như thế này thì khả năng kỳ tới bị trụ hạng là rất dễ xảy ra. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì là đối thủ của Espanyol, đó chính là câu lạc bộ RB Linensen. Đây là một đội bóng chơi cho hạng bán chuyên ở Tây Ban Nha. Cái giải này thì mình cũng không dành lắm, nhưng đa số là anh em thấy những cái tên khá là lạ. Và thực sự xét về đẳng cấp của đội bóng này so với Espanyol thì chắc là không bằng rồi, đúng không ạ? Đây là một cái giải bán chuyên mà thậm chí không phải là đấu trường La Liga 2 nữa. Hiện tại mình cập nhật cái thông số của đội bóng này thì thực sự không có nhiều, thậm chí là Sofa Soccer không cập nhật được, chỉ có một vài cái tên khá là lèo tèo, khá là nghèo nàn thông số, thì chứng tỏ rằng đội bóng này là một đội bóng có thể nói là không nổi tiếng cho lắm, thì thông số khá là ít. Còn Espanyol thì anh em có thể kiểm tra ở trên Sofa Soccer. Đây, những cái bản hợp đồng này khá là nhiều, được các cầu thủ lớn săn đón. Chúng ta có thấy những cái tên hiện diện như Alex Vidal này, cầu thủ người Tây Ban Nha, sở hữu một chiều cao cũng khá là tốt, 1m78, tuy là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn gọi là chơi khá là sung. Bản hợp đồng này cũng trị giá 1,9 triệu euro chứ không phải là ít. Chúng ta nhìn sơ một chút ở cái tiền đạo, chúng ta thấy có Vũ Lê này, cầu thủ người Trung Quốc. Hiện tại anh em nào mà theo dõi cái giải Trung Quốc ấy thì Vũ Lê có quay trở lại bóng đá, giải bóng đá vô địch bóng đá Đông Á, bóng đá nam ấy, là có Vũ Lê trong đội hình ra quân. Đấy. Ngoài ra thì đa số các cầu thủ ở trong đội hình Espanyol thì tận dụng nhiều hàng hậu vệ và trung vệ là ở Tây Ban Nha là nhiều. Hàng công thì mới gọi là nhập khẩu Argentina, đây là Albania, Brazil, Colombia, Bỉ. Nói chung là cũng là một đội bóng có một tiềm lực tài chính khá mạnh. Trận đấu này là một trận đấu có thể nói là cái sự chênh lệch hạng khá là lớn và mình cũng dự kiến rằng là Espanyol sẽ có trận thắng thôi. Thành tích thi đấu gần đây của hai đội tuyển. Về phía đội tuyển Espanyol thì chúng ta thấy một thành tích khá là tốt, họ mới chỉ thua một trận trên tổng số 6 trận đấu gần đây. Còn lại RB Linensen thì họ có 2 thắng, 2 thua và 2 hòa. Nhưng mà RB Linensen thì họ lại đá ở đấu trường nội địa và đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. Còn trước đó thì Espanyol đã đá 3 trận khuôn khổ giao hữu rồi. Và sau lượt trận ngày hôm nay thì Espanyol còn một trận nữa sẽ quay trở lại với đấu trường La Liga. RB Linensen đá một trận duy nhất giao hữu, còn họ cũng quay trở lại với đấu trường bán chuyên ở Tây Ban Nha của họ.
Với cái tình hình như thế này thì chắc mình dự kiến đội trận đấu này sẽ có kết quả 2-0 đến 3-0 nghiêng về đội tuyển Espanyol. Thì đấy là cái nhận định của mình trong trận đấu này nhá. Anh em có ý kiến khác về lại bình luận sau video này. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.